Thân ái chào các bạn và chào các cháu. Hôm nay Ngọc sẽ hướng dẫn cho các bạn và các cháu nấu xôi dị. Bây giờ ta bắt đầu. Trước tiên ta đặt cái chõ trên bếp. Và bây giờ ta đổ nước vào trong chõ. Ta bắt đầu bật bếp lên. Bây giờ ta thả cái chõ này vào trong này các cháu ạ. Bây giờ cô bắt đầu đi nấu đậu xanh. Đây là 1 lạng rưỡi đậu xanh, cô bắt đầu đổ nước vô. Mình đổ nước xong sắp nồi các cháu ạ. Đó. Ta bắt đầu bật bếp lên. Bây giờ thì cô bắt đầu thả 1 nắm lá dứa vào trong cái chõ này. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ đậu xanh của ta đã sôi rồi. Ta cứ mở nắp vô. Ta mở nắp ra. Xong ta lại đậy lại như vậy. Mà nó sôi ta lại mở nắp ra xong ta đậy lại. Đó. Biết ai nấu đậu xanh làm sao chứ cô nấu như vậy chứ cô không có mở nắp. Thì vì cô thấy mở nắp nó không có ngon cho nên cô cứ nấu như vậy. Nó sôi lại đậy. Nó sôi lên mở ra xong lại đậy vào. Tại vì cô thấy nấu đậu xanh như vậy nó ngon hơn là mở nắp. Mở nắp nó khô mặt ở trên đó các cháu ạ. Bạn và các cháu ơi, bây giờ nồi nước của ta đã sôi rồi, ta bắt đầu lấy cái bột mì á, các bạn và các cháu đây này, ta chép vào đây để cho khỏi hở nồi. Các bạn và các cháu nhìn nè, cái nồi của cô nè, cô đã chép bằng bột mì. Đó, cô chép bột mì cho nó kín, nó không có hở. Mà nó hở là sẽ sống sôi. Bây giờ ta bắt đầu đổ nếp vào trong nồi. Đây là 1/2 ký nếp. Ta bắt đầu đổ nếp vào trong nồi, mình đổ nhẹ nhẹ thôi. Bây giờ ta bắt đầu đậy nồi sôi lại. Bây giờ cô bắt sang bên bếp bên này. Cô bác sang bếp bên này, cô để nồi đậu xanh bên này cho các cháu và các bạn nhìn thấy. Cô để nồi nếp qua bên này. Rồi cô bật bếp lên. Bây giờ cô bắt đầu bắt cái nồi đậu xanh qua bên này để cho các cháu nhìn thấy rõ. Bây giờ thì đậu xanh của cô á, nó cũng cạn nước rồi. Bây giờ cô để lửa nhỏ. Cô để lửa nhỏ thôi. Chắc là nó không có chào nữa rồi. Chắc nó không chào nữa rồi các bạn và các cháu ạ. Các cháu nhỏ thân mến, các cháu nhỏ chú ý này. Cái nồi đậu xanh của cô nó cạn hết nước rồi. Nhưng mà cô thấy đậu xanh vẫn còn cứng lắm. Vẫn còn cứng lắm, cô đổ thôi miếng nước nó vào. Các bạn và các cháu thân mến, bây giờ nồi nếp của cô nó đã sôi được 20 phút rồi. Cô bắt đầu rảy nếp vào trong nồi. Bây giờ cái nồi nó cao quá,
cô bắt ghế lên, nồi nó cao quá. Ta bắt đầu đảo nếp lên. Rảy nước ở trong nồi, nắm chặt về cái chỗ này đó, rồi rảy về. Các cháu nhỏ chú ý nè, mình nắm nước về nè, đó mình rảy về, nắm nước về, rảy về. Bạn và các cháu ơi, bây giờ nồi đậu xanh của cô nó đã mềm rồi, nó mềm rồi. Cô đã tắt bếp, cô để khoảng 5 phút, cô bắt đầu đánh lên. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ đậu xanh của ta đã mềm rồi, ta bắt đầu đánh đậu xanh. Ta dùng một đôi đũa như vậy, ta đánh. Đậu xanh đang nóng, đánh rất là mau nhuyễn mà cháu mình nấu mềm rồi đánh mau lắm. Các cháu bé để ý nè, bây giờ cô đổ ra cái chảo để cô xên đường cho các cháu thấy rõ. Cô cho vào đây một chút xíu muối thôi, tại vì đậu xanh nó không cần muối bao nhiêu hết á. Ít muối thôi, một chút xíu muối và một ít vani. Vani các cháu đừng cho nhiều quá nha, cho nhiều nó sẽ bị cay. Rồi cô bắt đầu đổ vào đây nửa lạng đường, cô chừa lại từ từ đã, tại vì cô sợ nó ngọt quá, tại vì lâu ngày quá cô không có nấu cái xôi này. Ta bắt đầu bật bếp lên. Các cháu ơi, các và các bạn ơi, để lửa thật nhỏ nhá. Ta bắt đầu xên đậu xanh. Các bạn và các cháu ơi, đậu xanh này nó rất là dễ cháy. Mình phải để lửa thật nhỏ và mình phải đảo, mình phải chà cái nít nồi, cái chảo này này đó, mình cứ chà nít chảo như vậy, không thì nó sẽ cháy. Đậu xanh nó rất là nhanh cháy, mà một khi nó cháy thì mình phải thay chảo thì mất công lắm. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ đậu xanh của cô đã khô rồi. Cô cầm ra cô viên như vậy, không dính tay là được. Đó, đậu xanh của cô nó khô rồi, cô cầm nó cô viên như vậy, không có dính tay là được. Bây giờ cô bắt đầu tải ra như vậy cho nó khô các cháu ạ. Đó, cho nó nguội. Đó, tải ra như vậy cho nó nguội. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ tao bắt đầu đi rang mè. Để cái chảo nó khô và nó nóng đó các cháu ạ. Đó, để cái chảo khô và nóng đó, cái chảo rang nó nhanh được. Bây giờ chảo của ta nóng rồi, ta bắt đầu rang mè. Đây là 20g mè. Bạn và các cháu ơi, đây là hai lạng nước dừa, hai lạng nước cốt dừa. Bây giờ cô bỏ vào đây một ít muối. Một chút nữa nghe các cháu. Đó, một chút muối. Và một chút vani. Vani mình cho đừng cho nhiều quá, nhiều quá nó sẽ đắng. Đó, một chút vani thôi. Và một chút nước sâm dứa. Mình lắc đều cái chai lên. Ta bật bếp lên.
và ta cho vào đây một lạng đường, cô chừa lại vì lâu lắm rồi cô không nấu cái xôi này, giờ cô nấu cô sợ nó ngọt quá. Bây giờ cái chảo nước dừa của cô đã sôi rồi, bắt đầu đổ nếp vào. Và ta bắt đầu xào nếp. Các bạn và các cháu ơi, bây giờ cái chảo nếp á, của mình xào nó rất là keo rồi, rất là nặng tay rồi. Ta bắt đầu tắt bếp. Các bạn và các cháu thân mến ơi, bây giờ ta cân cái này được 9 lạng 6, ta chia làm đôi, mỗi bên 4 lạng 8. Các bạn và các cháu ơi, cô đã ép được một lớp rồi, bây giờ cô bắt đầu đổ đậu xanh lên. Các bạn và các cháu ơi, ta ép lớp đậu xanh này ép thật bằng, không ta làm như vậy này đó, làm như vậy nè. Thì cái lớp đậu xanh mới bằng được. Rồi tiếp tục ta đổ lớp nếp lên. Các bạn và các cháu ơi, mình ấy là mình đàn nó đều đều rồi nè, chứ mình đừng có ấn ở giữa nó sẽ lồi lõm, nó không có đẹp. Đó, mình đàn cho thật đều. Đàn nó đều xong bắt đầu mình mới ấn. Chứ mình mà ấn ở giữa thật mạnh là nó lồi lõm, nó xấu lắm. Bạn và các cháu ơi, ta xoay thật đều như vậy nè, ta xoay cho chắc vô. Đó, xoay thật đều. Cho nó bằng như vậy nè, nó mới đẹp nè. Bây giờ cô bắt đầu rắc mè vào. Bây giờ thì cô làm cho các cháu coi rồi cô rắc mè vào, chứ hồi trước cô nấu đám cưới hả, ngày mai cô mới rắc mè. Tại vì ngày mai rắc mè nó không có ướt, chứ hôm nay rắc mè vô là mè nó ướt, nó không có đẹp. Đó, khi mà cô nấu đám cưới là khi nào là chuẩn bị đám cưới, chuẩn bị đám cô mới rắc vào. Giờ ta lấy tay ta xoa như vậy. Cô cho thêm tí mè nữa cho nó đẹp. Mâm này này đó, nhưng mà nó ít quá, làm cái mâm này không có ấy, cho nên cô làm đỡ cái tô. Mà cô làm cái này thì cái này nó nhỏ quá, cho nên cô làm đỡ trong cái tô. Các cháu nhìn nè, các cháu và các bạn nè, đây là mâm xôi dị. Đó là mâm xôi dị. Đó, mâm xôi dị. Là cô chiếu gần cho các cháu và các bạn coi. Đó, đây là cô chiếu gần. Và cái xôi dị này thì mai mới ăn được, chứ bây giờ cắt ra nó còn nóng, nó cắt không có được. Các bạn và các cháu nhìn nè. Đúng là cô làm một cái khuôn vuông thì nó đẹp hơn. Từ vì khuôn tròn thì ở trên nó, ở dưới nó nhỏ, trên nó to. Cho nên nó không có đẹp, mà cái khuôn vuông nó thì cái khuôn kia thì nó nhỏ quá. Đó, các cháu và các bạn nhìn này, đây là một mâm xôi dị. Cô để nghiêng cho các cháu và các bạn nhìn thấy rõ này. Còn đây là cô để bên hông. Mình làm đậu xanh mình phải làm cho khô nó mới ngon các bạn ạ, các bạn ạ. Và đậu xanh ấy thì cô làm hết, cô cân 50g đường mà cô làm hết 40g thôi, cô chừa lại 10g. Còn nếp thì cô làm hết 80g đường thôi, cô chừa lại 20g. Vậy là ta đã thành công. Xin chào các bạn, xin chào các cháu. Chúc các bạn và các cháu thành công. Đáng lẽ là cô chưa có làm xôi dị đâu, nhưng mà tự vì ngày mai cô đi chơi á, thành ra cô làm để mà ngày mai cô mang theo cô ăn luôn.